xong ấn vào chữ áp dụng cái kìa, thấy chưa, được chưa, áp dụng bên góc phải. Nhưng mà có ấn chữ áp dụng chưa không? Có cái chữ áp dụng ở góc phải màn hình ấy. Xem có sai sót gì không? Quan trọng mình cứ lật ra vấn đề là được. Giờ không nhìn thấy gì, không biết hỏi gì. Nói từ câu gì? Ừ?
cứ xem xét đi.